buông tay ra. Khụ khụ, ngươi là ai? Cứu cứu. Tiểu đồ nhi. A à, sao vậy, lại là gặp ác mộng sao? Vừa nãy trong miệng ngươi luôn lẩm bẩm cứu mạng. Ta mơ thấy một người ấn ta vào trong nước, ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Người đó trông thế nào? Sao không nhớ ra được, rõ ràng ta nhìn thấy mặt của hắn rồi. Nam nhân kia cho mình cảm giác quen thuộc, nhưng trong mơ mình hình như vô cùng sợ hắn. Đây thật sự là mơ sao? Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Chắc là đường đi mệt quá rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, vi sư đi chuẩn bị một chút đồ ngon tẩm bổ cho ngươi. Tiên đế có gì căn dặn? Nơi này có khác thường, bổn quân cần phải thăm dò một phen. Ngươi trông chừng nơi này, đừng để ta tà ma ngoại đạo quấy rầy tiên hạ. Cẩn thận. Chỉ ý của tiên đế. Cẩn tuân chỉ ý của tiên đế. Mà lúc trước vẫn không để ý, thì ra ở trong mơ của ta thống tử sẽ không xuất hiện đúng không? Nói thừa ta là số hiệu, không phải ma pháp. Hơn nữa cho dù có thể vào trong mơ, ta cũng không có hứng thú với giấc mơ của ngươi. Không hề muốn bị ép quan sát phế liệu màu vàng trong đầu một số người nào đó, cảm ơn. Ngươi còn nói câu đá xoáy nữa thử xem. Xin lỗi. Dù sao cũng không được ngủ. Ngủ được vẫn là ra ngoài đi dạo. Mạc công tử, ngài dậy rồi là muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi xem Can Sinh thiếu gia. Gia chủ đại hôn, Mạc thiếu chủ san sẻ với gia chủ ra ngoài làm việc rồi, chỉ sợ phải đến tối mới có thể trở về. Như vậy à? Quản gia này sao trông không muốn để mình rời khỏi viện này, kỳ quái. Vậy thì chúc mừng gia chủ đại hôn rồi. Chúc mừng. Tiểu đồ nhi, mau nếm thử mùi vị thế nào. Sư phụ, cơm hôm nay của ngươi đều là mang ở đâu về, sao món nào cũng thơm ngon như vậy? Khụ khụ, vi sư đặc biệt lên trấn tìm quán lâu đời, nếu đã ngon vậy thì ăn nhiều chút. Cũng không thể nói với đồ nhi, những món này đều là dùng pháp thuật biến ra được. Sư tôn, ta cảm thấy học phủ này khắp nơi đều không đúng. Đợi ngày kia gia chủ Hạc gia đại hôn xong, chúng ta mau chóng chuồn thôi. Được, đều nghe tiểu đồ nhi. Thăm dò ở Hạc phủ một ngày, ngoài gia chủ kia có chút tu vi, cái khác cũng không có gì khác thường. Nhưng phản ứng của Dương Dương sẽ không sai, chắc chắn có chỗ nào có vấn đề. Ừ. Ồn chết đi được. Nửa đêm rồi, khóc tang ngoài mộ à? Sư tôn đâu? Không phải mình lại nằm mơ chứ? Sư tôn à, là người sao? Ê, không có người. Ký chủ ba ba, ngươi không ngủ, mộng du à? Sao ngươi ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Đợi một lát, nếu có thể thấy ngươi, vậy chứng tỏ đây không phải giấc mơ. Ký chủ, cẩn thận. Ký chủ, cẩn thận. Mau tỉnh lại đi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ừ. Miệng bị chặn rồi. Tay cũng bị trói rồi. Hỉ kết lương duyên, bạc đầu giai lão. Chúc mừng. Vừa rồi ta kiểm tra chút, đây là hình như là ảo cảnh nào đó.
cho nên ta mới có thể vào cùng người. Có điều người khác đều bị ngăn ở ngoài, xem ra ngươi mới là mục tiêu của kẻ đứng sau. Đôi giày này là nam nhân mình từng gặp trong mơ sao? Mơ kia. Tại sao cơ thể mình không nghe bảo? Ừ. Cố lên ký chủ. Nhất bái thiên địa. Bái con mẹ nhà ngươi, lão tử không bái. Hừ. Ừ. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Oái. Đừng vùng vẫy nữa, cho dù ngươi luân hồi mấy lần đều không thoát khỏi bàn tay của ta. Chỉ có ký khế ước với ngươi, tâm ma của ta mới có thể mở ra. Cứu tinh tới rồi. Là ai dám tự ý xông vào ảo cảnh? Dựa vào ngươi cũng xứng hỏi tên của bổn tôn. Sư tôn. Hắn là của ta. Đồ nhi của ta thành người của ngươi khi nào? Tiểu đồ nhi, ngươi không sao chứ? Sư tôn. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vi sư dẫn ngươi ra ngoài. Được. Về rồi sao? Sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam nhân trong ảo cảnh kia là ai? Người kia chính là gia chủ Hạc Gia Hạc Bá Cư. Nhưng người xuất hiện trong ảo cảnh là tâm ma của hắn. Tâm ma. Hạc Bá Cư thời thiếu niên thiếu có một người yêu thanh mai trúc mã. Hắn từng lập thề sẽ ký ước với hắn. Nhưng hắn tuổi trẻ, khí thịnh nhất thời, lỡ tay đánh chết người yêu. Tại sao ngươi muốn nói chuyện với nam nhân khác? Vậy ngươi tỉnh lại đi. Chuyện này đã trở thành tâm ma của hắn, khiến hắn tu luyện mãi không thể thăng tiến. Ta không cố ý. Mẹ. Một tên cha nam bạo lực gia đình còn không biết ngại biểu diễn thâm tình. Các học tử xem bài học dạy kỹ, nhớ kỹ, bạo lực gia đình chỉ có o lần và vô số lần. Thanh mai trúc mã kia của Hạc Bá Cư không phải là kiếp trước của ta chứ? Đúng vậy, hắn nhất định muốn ngươi khế ước với tâm ma. Trước ngày mai hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không sẽ trở thành phế nhân. Chẳng trách ta vừa vào học phủ, cả người đều đã khó chịu. Kiếp trước nguyên chủ cũng thảm quá, vậy mà gặp loại biến thái này đúng là mắc ói. Xin lỗi, vi sư phát hiện quá muộn khiến đồ nhi bị dọa sợ rồi. Này cũng không trách sư tôn, không phải. Ta không phải không sao rồi à? Tiểu đồ nhi chắc chắn rất sợ hãi. Đợi một lát sư tôn, thực ra cũng không sợ như vậy. Không, ngươi chính là sợ hãi, ta biết sư tôn giúp ngươi. Áo, ngươi nghe ta giải thích đi sư tôn. Tiểu đồ nhi đừng sợ, có vi sư ở đây. Chính là vì có ngươi mới sợ đấy, A, xem ra tình tiết này là tiết cưỡi ngựa. Kiếp nạn lần này của tiểu đồ nhi là nối tiếp nghiệp duyên với kiếp trước, chẳng trách bói không ra. Nếu mình không đi theo, sợ là còn chưa đến học phủ, tiểu đồ nhi đã xảy ra chuyện rồi. Kiếp nạn lần này cần phải nghĩ cách để bồi bổ căn cốt cho hắn.
tốt nhất sớm ngày theo mình về thiên cung, cũng đỡ cho ở phàm trần chịu mệt tiếp. Hắn đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đừng già ngủ nữa. Ta thật sự sợ hắn mới sáng sớm gọi ta dậy. Lại dậy một tiết cưỡi ngựa nữa. Ngươi tốt nhất đừng trở thành ký chủ đầu tiên bị NPC cái đó chết. Ta không mất nổi cái mặt này. Lão tử cho dù chết cũng sẽ dẫn ngươi đi cùng. À, đừng kéo ta mà, ta sai rồi. Phù, thần thanh khí sảng. Cảm giác sợ hãi quỷ dị lúc vườn vào học phủ kia đều biến mất rồi. Ồ đúng rồi, phải đi khuyên Mạc Can Sinh sớm trở về, học phủ này không tiện ở cho lắm. Ây già. À xin lỗi, xin lỗi. Ngươi muốn đi đâu? Hạc bá cơ gia chủ Hạc gia. Ngươi là? Cha nam bạo lực gia đình, tu vi phế rồi, còn dám xuất hiện, xem ra không chọc ngươi tức chết. Ngươi không nhận ra ta? Tối qua ngươi phá tâm ma của ta trong ảo cảnh, hại ta mất hết tu vi, lại còn dám giả ngốc trước mặt ta à? Vậy thì thế nào, ngươi tính là cái thá gì, dựa vào cái gì ta phải nhớ ngươi? Ngươi khụ khụ. Xin lỗi, ta còn có việc, mời tránh ra. Đứng lại. Ai cho phép ngươi đi? Đây là học phủ, ta nói là tính. Nếu cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn không chịu buông ra, ta sẽ đẩy ngươi xuống nước. Thật sự cho rằng ta và ký chủ kiếp trước sẽ bắt nạt giống nhau sao? Ngươi dám? Xuống nước đi, xuống dưới đi ngươi. A. À. Ây già, có tên cặn bã rơi xuống nước rồi. Ngươi đợi đấy, cho ta, đợi ta lên trên sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Xảy ra chuyện gì, có người rơi xuống nước sao? Can Sinh thiếu gia. Hu hu, đáng sợ quá, ta sợ. Ta giả vờ. Chi Dương, ngươi không sao chứ? Hu hu, Can Sinh thiếu gia, Hạc lão gia, hắn mắng ta không biết tốt xấu, muốn đánh ta, còn muốn đuổi nước chết trong ao. Ta đuối nước chết trong ao. Lại có chuyện này. Mẫu thân lúc còn sống từng nói tính tình cứu cứu, nóng nảy, hơi hở tí là thích đánh người. Lẽ nào vừa rồi hắn muốn ra tay với Chi Dương? Can Sinh, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau qua đây đỡ ta lên bờ. Nếu hắn thật sự muốn hại Chi Dương, vậy thì không phải cữu cữu của mình. Chi Dương, đừng sợ, không cần để ý hắn. Ngươi về thu dọn chút, ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Hu hu, được. Mà Can Sinh, ngươi điếc sao? Mau đỡ ta lên. Hi hi, phế vật. Bạo lực gia đình còn muốn đấu với ta. Ngươi tiện nhân nhà ngươi. Mạc Can Sinh, nhân phẩm quả thật không tệ. Không vì quan hệ thân thích mà đứng về phía cha nam bạo lực gia đình kia. Đúng vậy, hơn nữa người ta còn rất si tình với ngươi đấy. Cái gì cũng ship chỉ sẽ hại ngươi, làm sao chơi với thông số. Tiểu đồ nhi nhìn nam nhân khác rất si mê. Sư tôn, ngươi về từ khi nào, sao ta không thấy ngươi? Tiểu đồ nhi nhớ đấy, sau này mắt của ngươi chỉ để nhìn sư tôn, trong lòng cũng chỉ có thể chứa một mình sư tôn. Hiểu không? Ta biết rồi, sư tôn. Tiểu đồ nhi tới xem, vi sư mang đồ tốt cho ngươi. Sư tôn, đây là cái gì giống ngôi sao ấy, nó có thể ăn sao? Đương nhiên, ngươi nếm thử. Ngọt quá. Nếu đồ nhi thích, vậy sau này vi sư sẽ hái nhiều hơn. Ký chủ, báo khẩn bọn họ lại cãi nhau rồi.
ai với ai? Hải Mặc Cát Sinh với tên bạo lực gia đình. Ngươi muốn nghe không? Cha thẳng cãi nhau cười chết ta rồi.